Vào ngày 5 tháng 4, Bộ Tài chính tổ chức họp báo về tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước quý 1 năm 2019. Thông tin tại buổi họp báo cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước quý 1 năm 2019 đạt 381.000 tỷ đồng, bằng 27% dự toán, cao hơn với cùng kỳ năm 2018. Đồng thời, do nhu cầu chi quý 1 thấp nên cân đối ngân sách về tổng thể có thặng dư. Cũng tại đây thì nhiều vấn đề nóng được dư luận quan tâm đã được giải đáp thấu đáo. Theo Bộ Tài chính, nhờ tăng trưởng khả quan của nền kinh tế từ những tháng cuối năm 2018 đến nay, hoạt động sản xuất kinh doanh của một số ngành những tháng đầu năm 2019 vẫn duy trì đà tăng trưởng cao so với cùng kỳ, đã tác động tích cực đến việc kê khai nộp thuế của doanh nghiệp quý 1 năm 2019. Cụ thể, lũy kế thu nội địa quý 1 năm 2019 đạt 315,4 nghìn tỷ đồng, bằng 26,9% dự toán, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2018. Ước tính cả nước có 49 trên 63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán trên 24%. Cùng với đó, thu từ dầu thô quý 1 năm 2019 đạt 12,28 nghìn tỷ đồng, bằng 27,5% dự toán, và thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu quý 1 năm 2019 đạt 80,8 nghìn tỷ đồng, bằng 26,9% dự toán. Cũng theo Bộ Tài chính, tổng chi ngân sách nhà nước quý 1 năm 2019 đạt hơn 315.000 tỷ đồng, bằng 19,3% dự toán. Nhìn chung, các nhiệm vụ chi ngân sách quý 1 được đảm bảo chặt chẽ, theo đúng dự toán và tiến độ triển khai thực hiện của các đơn vị sử dụng ngân sách, đáp ứng các nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội. Do nhu cầu chi quý 1 thấp nên cân đối ngân sách nhà nước về tổng thể có thặng dư. Cũng tại cuộc họp báo, nhiều vấn đề nóng được dư luận quan tâm đã được đại diện các đơn vị của Bộ Tài chính giải đáp thấu đáo. Theo ông La Văn Thịnh, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý Công sản, hiện Bộ Tài chính đã trình Chính phủ dự thảo nghị định về sử dụng tài sản công để thanh toán cho các dự án BT và khả năng sẽ sớm được ban hành. Tại buổi họp báo, bà Nguyễn Thị Thanh Hằng, Phó Bộ trưởng Vụ Chính sách Thuế Bộ Tài chính cũng đã thông tin với các cơ quan báo chí về các nội dung xung quanh đề xuất giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bên cạnh đó, các vấn đề về thuế thu nhập cá nhân của một số cá nhân có phát sinh thu nhập trên mạng hay vấn đề chậm chào sàn của doanh nghiệp sau cổ phần hóa cũng đã được trả lời cụ thể.